Chào mừng các bạn đến với chương trình tư vấn tin học của Video Phúc Anh. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nhạc sóc chuột bằng phần mềm Sony Vegas rất nhanh và rất là dễ dàng. Thì đây chính là cái biểu tượng của phần mềm Sony Vegas Pro 12. Các bạn có thể lên mạng search với cái từ khóa đó là phần mềm Sony Vegas, file cài Sony Vegas hoặc là Sony Vegas Pro Full để chúng ta download những cái bản cài đặt, cũng như là các bạn xem những cái video hướng dẫn để có thể tự mình cài cái phần mềm này vào máy tính của các bạn. Rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nhạc sóc chuột. Thì trước khi đi vào hướng dẫn, mình sẽ cho các bạn xem một cái ví dụ. Ở đây mình có hai cái bản nhạc, bài Vợ Người Ta và Vợ Người Ta phiên bản sóc chuột. Thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn nghe. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái phiên bản sóc chuột. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khởi động cái phần mềm Vegas Pro lên. Sau khi khởi động thì cái phần mềm nó sẽ có cái giao diện trông như thế này. Đấy. Công việc tiếp theo là chúng ta sẽ phải insert cái bài nhạc đó vào trong cái bàn làm việc để chúng ta mix. Thì chúng ta sẽ insert bằng cách đó là vào cái tab Explorer. Đấy. Đây có cái tab Explorer bên này. Các bạn tìm đến cái ổ cứng mà mình chứa cái bài nhạc. Ở đây chúng ta sẽ vào computer này. Đấy. Chúng ta tìm đến cái ổ cứng, ví dụ như ổ E chẳng hạn. Đấy. Rồi các bạn tìm đến cái nơi chứa cái bài nhạc. Thì cái bài nhạc của mình vừa nãy mình để ngoài desktop, cho nên là mình sẽ trở về desktop này. Đấy. Mình sẽ tìm cái bài Vợ Người Ta. Đây. Nếu mà các bạn muốn nghe trước cái bài nhạc đó thì các bạn có thể nhấn vào đây. Đấy. Hoặc là nhấn vào đây, play. Đấy thì nó sẽ play cho các bạn nghe. Rồi sau khi mà chọn đúng đối tượng rồi thì các bạn sẽ chèn cái bài nhạc này vào trong này bằng cách là nhấp đúp chuột trái vào nó. Đấy, sau khi nhấp đúp chuột trái vào thì tự nó nhảy xuống dưới này này. Đấy. Hoặc là các bạn có thể cầm nó và kéo rê xuống dưới này. Rồi, công việc tiếp theo thì chúng ta cần phải nghe play. Thì bài play bằng cách là cầm cái kim thời gian này này, đặt vào cái vị trí các bạn cần play. Ví dụ đặt về đầu đi. Muốn cái kim thời gian này về đầu thì các bạn, một là các bạn nhấn chuột vào đầu. Nhấn đến đâu thì kim thời gian nó sẽ nhảy đến đó. Thứ hai, các bạn sẽ đưa chuột vào dưới cái kim thời gian. Khi nào xuất hiện dấu mũi tên hai chiều, các bạn nhấn và giữ chuột trái. Sau đó kéo rê thì sẽ kéo được cái kim thời gian này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào nút play. Mình sẽ kéo lên đây một chút nhé. Các bạn muốn dừng lại các bạn nhấn nút pause. Đấy, các bạn kéo lên đây. Kéo vào cái phần lời bài hát luôn đi. Rồi dừng lại. Đây bây giờ nếu các bạn muốn làm nhạc sắc chuột thì các bạn nhấn chuột phải vào nó. Chuột phải. Các bạn chọn cái dòng properties. Đấy. Ở đây thì trong cái tab Audio Event, các bạn sẽ chọn vào cái dòng Method này, nhấp vào cái mũi tên tam giác này, sổ xuống. Các bạn chọn cái dòng đó là Elasticque, đấy, nhấp vào đây. Rồi, thì ở đây có cái dòng đó là Pitch Changer. Các bạn có thể gõ thông số vào đây. Thì thông số của nó đó là từ âm 24 cho đến dương 24. Thì các bạn có thể gõ cái thông số, ví dụ 12 chẳng hạn, nhấn OK. Thì bây giờ chúng ta thấy ở đây có dấu là cộng 12. Đấy, bây giờ mình nghe thử nhá. Kéo kim thời gian về trước này đó, nghe. Đấy, thì nếu mà các bạn muốn chỉnh thông số khác, các bạn nhấn chuột phải, chọn Properties. Rồi, bây giờ chúng ta để cái bảng này sang một bên, chúng ta đừng có tắt nó đi. Chúng ta sẽ vừa nghe và vừa chỉnh nhé. À, ở đây thì các bạn không thể vừa nghe vừa chỉnh được, bởi vì là cái bảng này nó cố định rồi. Bây giờ các bạn gõ thông số, ví dụ các bạn muốn làm tăng cái hiệu ứng sóc chuột lên thì các bạn có thể gõ lên 15. Đấy, sau đó các bạn nhấn OK. Thì ở đây sẽ là cộng 15, nghe thử này. Rồi nếu mà các bạn muốn làm cái nhạc đó ồm thì các bạn chuột phải chọn Properties. Chúng ta gõ vào đây là âm 15 chẳng hạn. Đây gõ dấu trừ trước xong rồi gõ 15. Đấy, OK, thì bây giờ tiếng nó sẽ ồm. Thank you.
Nghe cứ giống như là Zumba nó kêu vậy. Rồi chuột phải chọn là âm 5, âm âm 5 thôi chứ ngại. Âm 15 là hơi quá rồi. Đấy. Thì đấy chính là cái cách làm nhạc sóc chuột, chỉnh rất là đơn giản đúng không? Các bạn chỉ việc chọn chuột phải, chọn properties, sau đó vào cái phần method chọn lại elastic, rồi chỉnh cái thông số ở đây thôi. Rồi sau khi mà chỉnh xong thì bây giờ chúng ta sẽ xuất cái bản nhạc này ra một cái file MP3. Thì để xuất cái bản nhạc này các bạn nhấn đúp chuột trái vào nó để xuất hiện hai cái dấu vàng vàng ở đây đó, nó bao lấy cái bản nhạc như thế này. Rồi tiếp theo chúng ta nhấn vào cái nút render s, render s đây đấy. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng đó là mp3 audio chấm mp3 đây, nhấp vào biểu tượng tam giác thì nó sẽ sổ xuống một cái menu. Ở đây các bạn có thể chọn rất là nhiều cái chất lượng âm thanh: 128, 192, 256, 320. Rồi các bạn là bình thường thì mình sẽ chọn là 128. Đấy. Rồi các bạn có thể chọn là Borrow, Borrow. Đấy. Chúng ta chọn đó là nơi lưu. Ví dụ chọn desktop chẳng hạn. Chúng ta đặt tên đó là vợ người ta. Mix. Đấy. Nhấn Save. Sau đó các bạn kiểm tra ở đây nhá. Nếu mà ở đây nó tích vào dấu render log really rồi thì ok. Còn nếu nó chưa tích, nó như thế này thì các bạn nhớ tích vào như này cho mình. Sau đó các bạn chỉ việc nhấn nút render là xong. Rồi, bây giờ nó sẽ chạy. Nó chỉ cần vài giây thôi. Rồi, xong rồi đó. Khi nào xong rồi thì các bạn nhấn vào nút close này để tắt cái bảng này đi. Rồi, nhấn vào cái nút minimize này. Đó, để nhỏ cái Vegas xuống. Chúng ta ra ngoài màn hình desktop và chúng ta nhìn thấy có một cái là vợ người ta ở đây. Đấy, mình có thể mở lên nghe thử. Nếu mà thấy hài lòng rồi, không cần phải chỉnh sửa gì nữa thì chúng ta trở lại Vegas. Chúng ta tắt Vegas đi. Đấy, chúng ta nhấn No, không lưu. Xong, vậy là từ một cái bản vợ người ta mình đã mix ra thành một cái bản như này. Đấy, và một cái bản này. Rồi, đấy chính là cái bài hướng dẫn làm nhạc sóc chuột bằng phần mềm Sony Vegas. Thì cái phần mềm này nó có cái tính năng, rất nhiều cái tính năng ưu việt về chỉnh sửa hình ảnh cho đến âm thanh. Các bạn nên cài cái phần mềm này vào. Trên kênh của mình có rất là nhiều cái video hướng dẫn về cái phần mềm này. Và mình dùng cái phần mềm này rất là nhiều, từ việc dạy học cho đến việc edit phim cho khách hàng. Thì trong quá trình mà nghiên cứu, nếu mà các bạn cần hỗ trợ, các bạn có thể gọi theo giờ hành chính đến cái số 0169 864 7621 này của mình để mình tư vấn miễn phí cho. Còn nếu bạn nào mà muốn đi theo cái con đường cắt ghép phim từ cơ bản cho đến nâng cao luôn thì các bạn có thể liên hệ với mình để mua cái phần mềm cũng như mua cái giáo trình hướng dẫn chi tiết. Rồi, hẹn gặp lại trong trong những cái video hướng dẫn tiếp theo. Chào các bạn.